một vài cảnh bãi tắm Hải Hòa của cái gì nhỉ, huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa, không ngờ cũng đông phết, hoang sơ, bãi tắm hoang sơ lắm, cũng đông. Trốn Sầm Sơn đi ra Hải Hòa thì là không ngờ là cũng đông, cũng đông á. Năm nay có vẻ hơi đổi khác. Ô rồi cây dù, giá cả là nói lôm la là rẻ, ăn đồ rẻ, ngon, tươi. Đấy, giới thiệu bà con một vài cảnh của bãi tắm Hải Hòa. Khí hậu thì là được, không nóng quá. Chúng tôi là mỹ phẩm, đại diện mỹ phẩm 230 vừa tắm vừa nóng, không nóng quá hợp lý, rẻ hơn Sầm Sơn, ăn uống ngon đá. Đấy, như này thuyền, có thuyền đây, có thuyền cá tươi luôn, đồ biển tươi luôn. Ở góc kia có cái chợ hải sản cộng đồng này, chợ hải sản mua ngay tại chỗ, mang lên nướng ngay. Bề thì bán giá gọi như sắt vụn, giá cực rẻ, có bao nhiêu nhỉ, 60-70 nghìn một cân thôi. Đấy, cá mú thì là ăn ở nhà hàng 500 nghìn một cân, còn ra ngoài mà mua về biết làm thì ngay đây nó bán có 250 nghìn. Đánh từ biển lên nhá. Đấy, mấy cái thuyền đấy. Đấy, bà con đang tắm này. Đấy, con này tròi năm nay phát triển. Năm nay ở đây nhận phát triển thật. Hy vọng là cứ càng hoang sơ này mọi người đi cho nó cảm thấy nó có cái không khí của cái vùng biển quê. Thì nếu mà nó lại hiện đại hóa quá thì đôi lúc cũng không phải là cái hay. Đại quá không hay. Tất cả mình đi tất cả các vùng biển rồi, từ nhiều rồi, nên là mình nhận xét như này cũng là hợp lý. Nước trong xanh. Đấy. Rồi.